cháu mới đi học vô mới nghỉ chiều thứ bảy, thứ sáu đi thứ bảy cháu mất. Nên ăn nghỉ em sướng thứ tư. Nhưng mà cái đất này có còn vong còn mình đấy. Đi bình thường bao nhiêu chứ bây giờ vô lỗ. Má ngồi cỏ hát qua đàn mà như nộ ở đây có cầm nghĩa. Năm sáu kia mà thôi. Bỏ mày chơi lung tung đây nè, chỗ mông cỏ đấy. Từ khi cái anh tên bảy mươi hai đã thành ra bài tên mình, chứ không biết tại chỗ mông nữa. Nó đi đâu nó phải dành do khi chơi hoặc là đi trong lỗ mình phải dành cháu kiện thêm những đứa con đó chứ là bất cứ sắp hoặc là cái gài chứ là sắp lỗ nó chứ là có được luôn thì cũng nhìn án đó mình. Chứ chuyện trăm đi chứ mà kể cho hết chỉ còn lâu lắm, dòng 20 năm nữa đấy.